Chiều ngày 13 tháng 5, Ban Chỉ huy quân sự huyện An Phú triển khai kế hoạch hiệp đồng ứng phó thảm họa sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện. Năm 2023, mặc dù do ảnh hưởng của thời tiết thất thường, nhưng với sự tích cực chủ động của các cơ quan, đơn vị và nhân dân, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, lực lượng vũ trang huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ dân sự theo kế hoạch đề ra. Năm 2024, dự báo tình hình thiên tai, bão lũ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Ban Chỉ huy quân sự huyện An Phú tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện và quần chúng nhân dân, tăng cường tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương lập phương án bố trí sử dụng lực lượng phương tiện ứng cứu tại các nơi trọng điểm, phối hợp cùng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thường xuyên kiểm tra rà soát các trọng điểm, các tuyến đê cống bẩn, xung yếu để xây dựng phương án huy động sử dụng lực lượng hợp lý, ứng phó kịp thời có hiệu quả với các tình huống phức tạp xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân.